một người bạn của anh. Dạ rồi, ok. Mình có thể uống cà phê chơi vui thôi. Anh có một cái khúc mắc nãy là tại vì khi anh yêu, anh muốn cô gái đó tinh tình. Cho nãy anh hỏi rất là kỹ. Tại hồi xưa anh cũng bị một vấn đề đó. Anh muốn là sao? Tin anh hoàn toàn. Tại sự đó anh nói trong tình yêu á, trước tiên là phải tin nhau. Tin trước đi. Tin trước đi. Đó là cái điều kiện đầu tiên để tạo cho hai đứa gắn bó hơn. Thì anh muốn một cô gái vậy đó. Ừ, tin anh. Giờ một cô gái ghen quá thì anh thua. Hai đứa em cực kỳ yêu nhau. Mà chung là do gia đình hai bên không hòa hợp về cái đạo. Em bên đạo Thiên Chúa giáo. À, cô ta thì gia đình cô ta không chấp nhận cái vô đạo. Ok, rồi. Rồi, mình hỏi bên kia đi. Đạo gì? Mình là đạo gì cơ? Dạ em đạo Thiên Chúa. Rồi, chúc mừng. Thôi chúc mừng hai bạn nha. Cái gu bạn gái của em là như thế nào? Trước tiên là tính hiền, hiền nhưng phải cá tính nha. Với đừng có hiền bánh bèo. Không cần phải xinh, không cần phải đẹp. Có một cái điểm ấn tượng nào đó. Ấn tượng như là có cái mũi cao cao nhỏ nhỏ. Và có bờ môi quyến rũ. Hay có vòng một hấp dẫn. Và vòng ba lôi cuốn gì đó. Nó có một cái điểm gì đó. Như là tóc dài hiền gì đó. Một cái điểm ấn tượng. Dùng em nghe cô giáo em cũng thích đó. Mà em là cô giáo dạy cấp mấy em? Em dạy cấp 1. Nhưng mà hiện tại thì em đã nghỉ công việc ở trường rồi. Tại vì em muốn ra ngoài làm nhiều hơn. Em là dạy về vận động mà, đúng không? Cho bé bé nhỏ. Vận động. Em dạy thẩm mỹ đúng không? Dạ. Dạy thẩm mỹ là dạy về cái gì? Em dạy về phun thiêu á. Bên đây cũng thầy, bên kia cũng cô. Bên kia có mấy mối tình gái. Ô chào em gái xinh đẹp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Có cái điểm ấn nào không? Có nhiều à. Nhiều cái ấn tượng luôn á. Chứ không phải là một đâu. Em gái thích người, mẫu người đàn ông như thế nào? Tại vì em về thể thao á. Nên là em cũng thích bạn đó là cao một chút xíu. Dáng cũng mập mập chút xíu không sao. Cao khoảng từ 1m7 trở lên. Được. Em thì không cần cơ bắp quá. Tại cơ bắp quá thì nhìn hơi ghê, săn chắc. Em rất là thích nam mà biết nấu ăn. Tại vì có thể là cùng em nấu. Thì anh biết nấu mà. Để ăn được hay không thôi. Hai người cùng nấu ăn. Tại vì em thích như vậy lắm. Với lại em thấy nam thường thường nấu ăn rất là ngon. Ở nhà lâu lâu bố em nấu cũng ngon. Với lại nó vui, nó lạ lắm. Thôi vậy, có gì về cho anh gặp vậy. Bố em đi. Bố em chỉ cho anh với anh nấu vợ đó. Bé trải qua mấy mối tình rồi bé? Chính thức thì em chưa trải qua mối tình nào. Chỉ mém mém thôi. Tính chất công việc của em á, từ hồi mà em đi học, thời gian còn lại em dành đi làm thêm. Khi mà em ra trường thì em đi làm. Thì môi trường tiếp xúc của em chủ yếu là mấy bé nhỏ. Em gái đi với ai? Dạ hôm em đi cùng với bố mẹ và đồng nghiệp. Có bố mẹ nữa, được rồi. Xin chào, kính chào MC Quyền Ninh. Kính chào MC Hồng Vân. Chào bạn trai. Xin kính chào toàn thể quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là bố của cháu Thảo, đến từ thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đối với cháu Thảo thì ở nhà là cháu ngoan hiền, vâng lời bố mẹ, sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Yếu điểm đấy là tính nhút nhát trước đám đông. Còn nhận xét về cháu trai bên này thì bác thấy là cháu về ngoại hình cũng được. Bác thích là cháu nói là cái 40, các con là cho nhau cơ hội để rồi tìm hiểu. Nếu như tìm hiểu chín mùi là báo với hai bên gia đình, các bác là sẽ tác hợp cho các con. Xin hết. Rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với người bạn thân của em. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào Quyền Linh. Chào em. Nay anh chị đẹp quá. Cảm ơn. Em là bạn thân của Vũ. Bạn gái bên đây là rất là ok. Bạn em thì nó tánh xấu nó nhiều lắm. Nếu kể ra chắc chương trình dài lắm. Đó. Nó nói về nói là toàn là cái tốt không à. Còn cái xấu nó em biết. Nhưng mà em gái yên tâm. Anh thấy em với bạn anh đó, có thể là hai đứa có thể tiến tới xa. Nhưng mà quan trọng là mình phải làm dâu đó nha. Thằng này nó là con một, nó rất có hiếu với mẹ đó. Tại vì những mối tình trước đó cũng vấn đề không có hợp với mẹ nó mới không đến được. Còn ba? Ba mất rồi. Mất lâu. Cô bé này thì thấy rất là xinh đẹp. Mà đúng với cái sở thích của thằng bạn luôn. Nó nghe bạn thân nói chưa, thiệt tình chưa. Xấu nói xấu, tốt nói tốt. Rồi cảm ơn em trai. Bây giờ hai người gặp nhau đi. Để mình tính tiếp. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Anh chào em. Em chào anh. Anh gửi món quà. Cái đắt tay giúp anh. Chuỗi mở quà đeo luôn Vũ. Chuỗi màu hồng. Dạ rồi em cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Em thấy anh như thế nào? Cảm nhận em thấy anh như thế nào? Cảm nhận tại vì nói chung là mới nhìn thì chắc là cũng 70% là ngoại hình bên ngoài thì là
cũng được rồi. Bên trong thì nói chung bên trong thì mình phải có một khoảng thời gian dài mới được. Dạ. Em thì có một cái sở thích á, rất là thích đi, có nghĩa là ước mơ của em là trước 30 tuổi em thích là sẽ đi phượt từ đây đi ra ngoài Bắc á. Mà em có thích đi mô tô không? Tại anh thì đam mê của anh là mô tô. Ừ, anh đi phượt nhiều lắm. Hồi xưa mà lúc ba anh còn sống á, anh đi phượt rất nhiều. Từ khi ba anh mất rồi thì anh ở với mẹ, anh không đi, chỉ dịp Tết anh mới đi thôi. Dạ. Nói chung là em cũng thích đi bằng xe máy á anh. À, ok. Dạ. Với lại á, nhà em nếu như mà khoảng cách nó hơi xa, có nghĩa là ở Lâm Đồng với thành phố á, thì không biết là nếu như mà em nói ví dụ đi, ví dụ mà có hợp nhau, có tiến tới mà xa hơn được á, thì Tết anh có sắp xếp đi về ở dưới nhà em được không? Đúng anh thì chung mà anh với mẹ Tết năm nào cũng phải đi du lịch. Mà thường cái du lịch nhất là đi Đà Lạt. Mẹ cực kỳ thích đi Đà Lạt. Thì ok, nhưng mà một năm mà vô tư. Hồi nãy em nghe nói là anh có dạy cái gì ta? Dạy về thẩm mỹ á. Hồi xưa thì anh làm bên IT. Anh tốt nghiệp bên trường sư phạm kỹ thuật á. Thì mỗi năm làm một thời gian, xong anh có bén duyên nghề thẩm mỹ. Anh mới làm. Anh làm cũng được 7 năm, xong bây giờ hiện tại anh đi dạy học. Anh đào tạo cho học viên, cho mấy ai mà muốn mở tiệm á, anh dạy lại. Thì đó, nói chung mà cái nghề đó thì chung anh nói trước nha, cái nghề đó thì anh tiếp xúc với con gái cũng hơi nhiều. À dạ. Tại vì đa số học viên là nữ không à. À thì đó, em với em có ghen hay không? Cũng có đó anh. Nhưng mà nói chung là mình trao đổi rõ ràng thôi. Tính chất công việc mà cũng đâu có ai muốn đâu. Có nghĩa là nếu như mình không có gì thì mình không cần phải mập mờ hay là gì đó. Thì anh nói nghe, em có ghen vua không vậy? Nhưng mà học viên nó rủ anh đi ăn. Thì nhưng mà anh thì lịch sự, thì một người thầy giáo đi ăn với học viên đúng không? Thì xong giờ anh sẽ báo em. Dạ rồi. Đó, anh báo em. Thì em có, nhưng mà em có buồn hay em có bức xúc cái gì đó không? Em trả lời câu đó đi. Tại sự anh cũng muốn hỏi kỹ với bị cái đó. Có thì mình nói có. À, không thì mình nói không. Có hay không thì mình... Cái này chắc phải để thời gian trả lời đi anh. Tại vì nếu như bây giờ trong trường hợp này em chưa hiểu gì anh hết, em không biết anh như thế nào thì em không thể trả lời được. Sau một thời gian tìm hiểu em cảm thấy anh là người đáng tin tưởng thì anh làm gì em sẽ chấp nhận. Nên tại em không có trả lời anh được. Trong tình yêu á, trước tiên là phải tin nhau. Tin trước đi. Đó là cái điều kiện đầu tiên để tạo cho hai đứa gắn bó hơn. Thì anh muốn một cô gái vậy đó. Ừ, tin anh. Giờ một cô gái ghen quá thì anh thua. Tại vì cái nghề của anh là như vậy. Ghen phải ghen đúng à. Biết rõ là anh đi cô đó gì, cô đó thích anh hay anh thích, ok ghen. Thì hồi nãy em nói rồi anh. À. Nghĩa là mình phải tìm hiểu mình phải như thế nào. Ví dụ như là em hiểu anh, em biết công việc của anh như thế nào rồi, thì anh đi thì em đâu phải buồn nữa. Còn quan trọng trong cái thời điểm mà anh, có nghĩa là cái thời gian tìm hiểu á, mà không phải cái thời gian tìm hiểu mà cái sao ta, cái lòng tin á, lòng tin anh tạo dựng cho em như thế nào á, thì nó mới... Chứ nếu như mà em mà tin anh 100% thì người ta lại nói em là mù quáng quá. Đúng không? Không, vậy thì tính là như thế nào? Khi anh yêu, anh hoàn toàn tin 100%. Nhưng khi anh phát hiện ra là cắt. Tính như vậy đó. Anh không bao giờ anh cầm một cái điện thoại mắc phone anh kiểm tra. Ồ, em nhắn tin ai, em nhắn tin ai. Anh tin hoàn toàn, anh không bao giờ kiểm tra. Nhưng đừng để phát hiện. Cảm nhận của em về chàng trai này như thế nào? Em thấy anh này cũng dễ thương. Nói chung là suy nghĩ của anh ấy cũng có nhiều cái nó cũng giống với em. Và chắc có thể là anh ấy lớn tuổi hơn em, nên có em thấy là cái kinh nghiệm với cái vốn sống của anh ấy thì chắc là nó nhiều hơn em á. À đúng rồi, tại em với anh cách nhau cũng tuổi, nó cũng gần 10 tuổi đó. Suy nghĩ của em nhiều hồi nó trẻ con quá. Thì không biết là anh có chịu được không. Rồi. Còn em cảm nhận về cô gái dạ, như thế nào? Dạ thì cô gái này chung mà cô chú xinh, cô gái này em ấy quá ok. Quá xinh, nhưng mà em cực kỳ xinh, dễ thương, có nụ cười rất là đẹp. Em thích cái nụ cười của em, thật sự. Đó là một cái điểm nhấn. Hãy tập trung hết sức mình, kiểm tra lại và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Em trai không bấm. Nhưng mà anh xin lỗi em nha. Dạ nhưng rồi, mà không sao anh. Anh muốn em là một người bạn của anh. Dạ rồi, ok. Mình có thể uống cà phê chơi vui thôi. Anh có một cái khúc mắc nãy là tại vì khi anh yêu, anh muốn cô gái đó tin tình. Cho nãy anh hỏi rất là kỹ. Tại hồi xưa anh cũng bị một vấn đề đó. Anh muốn là sao? Tin anh hoàn toàn.